Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với tin tức 24 giờ TV. Cùng với chúng tôi trong những phút sắp tới đây, quý vị sẽ không bỏ lỡ những thông tin thời sự an ninh đáng chú ý nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ukraine ngày càng thất thế, không quân tê liệt do mất hầu hết các phi công tinh nhuệ nhất. Bên cạnh khó khăn về số lượng cũng như chất lượng máy bay chiến đấu, không quân Ukraine còn đang thiếu hụt nghiêm trọng phi công tinh nhuệ sau 6 tháng giao tranh ác liệt với Nga. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, không quân Nga tuyên bố đã tiêu diệt 267 máy bay chiến đấu của đối phương. Với khả năng kỹ thuật và nhân sự hạn chế của hàng không Ukraine, những tổn thất như vậy thực sự là rất lớn. Theo báo chí Nga thì có thể tự tin khẳng định rằng, ngày nay Ukraine hầu như không còn các phi công quân sự tài năng và sẵn sàng chiến đấu. Hầu như tuần nào các đơn vị Nga cũng hạ gục những chuyên gia bay của Ukraine khiến không quân nước này càng suy yếu hơn. Ví dụ trên bầu trời Ukraine, cựu chỉ huy phi đội thuộc Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật 831 Galata, phi công Dmitry Fisher đã bị bắn hạ. Ngoài ra vào ngày thứ hai của chiến dịch, trên bầu trời Kiev, chiếc máy bay phi công hạng nhất đại tá Alexander Oshachenko đã bị phá hủy. Vào tháng 3, máy bay của thiếu tá Stepan Kyobanu đã bị bắn hạ. Cũng trong tháng đó, thì chiếc máy bay của thiếu tá Stepan Tarabanka, người mà báo chí Anh gọi là bóng ma của Kiev, cũng bị trúng đạn. Vào tháng 4, phi công Dmitry Chumachenko, chỉ huy phi đội của lữ đoàn hàng không chiến thuật Sevastopol, bị bắn hạ ở Jitomir. Vào tháng 5 năm 2022, máy bay của đại tá Igor Bedrai bị tiêm kích của hàng không hải quân Nga bắn rơi. Hơn nữa, vào tháng 6, máy bay của trung tá không quân Ukraine via Cheslav bị nổ tung trên bầu trời. Tới tháng 7, thì Nga đã loại bỏ những người đứng đầu cơ quan tình báo của Sở Chỉ huy Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật số 299 các thiếu tá Alexander Kukuba và Konstantin Puzirenko. Chưa dừng lại tại đây, người phụ trách Bộ phận Vũ khí và Hậu cần của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, Đại tá Oleg Makachuk cũng như Đại tá Phi công Không quân Ukraine Dmitry Budiko cũng bị tử trận. Sang tháng 8, không quân Ukraine đã mất hai sĩ quan của phi đội trực thăng độc lập số 18, đại tá Ivan Solomy cùng với đại úy Anton Listopad, người được công nhận là phi công giỏi nhất Ukraine trong năm 2019. Tình hình đáng buồn như vậy đối với hàng không quân sự Ukraine là kết quả của một chính sách thiếu chuẩn bị của Kiev. Trở lại năm 2019, khoảng 70 phi công ưu tú đã rời quân ngũ do không có mức lương tương xứng và không có triển vọng phát triển chuyên môn hơn nữa. Thậm chí ngay một vài tuần trước khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga, các phi công Ukraine vẫn xin phục viên với số lượng lớn để chuyển sang hàng không dân dụng với mức đãi ngộ tốt hơn. Tính chuyên nghiệp của các phi công còn lại ở mức rất thấp, cùng với sự hiện diện của những chiếc Su-27 và MiG-29 đã lỗi thời trong đội bay, đã dẫn đến kết quả bi thảm cho không quân Ukraine. Trong tình cảnh hiện nay, Ukraine đang cố gắng gọi tái ngũ các phi công giàu kinh nghiệm, nhưng vấn đề mà họ gặp phải đó là không còn đủ máy bay cho họ để điều khiển nữa. Tuy vậy, những phi công trên có thể sẽ được cử sang Mỹ hoặc châu Âu học lái các loại chiến đấu cơ hiện đại chuẩn NATO để sẵn sàng tiếp nhận và sử dụng trong giai đoạn sau của cuộc chiến. Đây là điều khiến Nga cảm thấy khá lo ngại. Nga bất ngờ điều hàng trăm máy bay trực thăng chiến đấu áp sát Ukraine. Mới đây, Duri Inat, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo tại cuộc họp giao bàn. Có một nhóm máy bay Nga gần biên giới của chúng tôi, hơn 400 chiến đấu cơ. Ngoài ra còn có 360 trực thăng chiến đấu. Hơn 150 trong số này là máy bay trực thăng tấn công, chẳng hạn như KA-52, một máy bay trực thăng tấn công đa năng tối tân của Nga, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Ông cũng nói thêm rằng lực lượng Nga đang tích cực sử dụng hàng không chiến thuật để nắn gần Ukraine. Máy bay chiến đấu đã được triển khai tuần tra không phận của Belarus. Nga và vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở Ukraine, cũng như vùng biển thuộc Biển Đen và Biển Azov. A-50, một máy bay phát hiện radar tầm xa và máy bay tiếp vận IL-22 cũng được phát hiện liên tục bay trên bầu trời. Việc Nga tập trung hàng trăm máy bay ở biên giới với Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký xác lệnh tăng quy mô các lực lượng vũ trang Nga lên gần 2,04 triệu người. Theo xác lệnh được công bố trên Cổng Thông tin Lập pháp của Chính phủ Nga hôm 25 tháng 8, theo đó Nga sẽ bổ sung thêm 137.000 quân nhân chiến đấu, nhưng không tăng đội ngũ nhân viên dân sự làm việc trong lực lượng vũ trang. Với quyết định này, quân số chiến đấu của Nga kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 sẽ tăng lên 1,15 triệu. Quy mô quân đội Nga, cả nhân viên quân sự và dân sự sẽ tăng từ 1,9 triệu hiện nay lên gần 2,04 triệu. Xác lệnh được ký vào thời điểm xung đột giữa Nga và Ukraine vừa tròn 6 tháng và căng thẳng giữa Moscow và phương Tây gia tăng do chiến dịch quân sự ở Ukraine. Xác lệnh không nêu rõ lý do tăng quân, nhưng quân đội Ukraine đang tập trung giành thêm các vùng lãnh thổ ở miền đông của Ukraine. Gói viện trợ lớn nhất của Mỹ cho Ukraine báo hiệu cuộc chiến kéo dài không hồi kết Gói viện trợ quân sự mà Tổng thống Biden vừa công bố là gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay dành cho Ukraine. Gói viện trợ này nằm trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine được thành lập từ năm 2015 sau sự kiện Nga sắp nhập bán đảo Crimea và xung đột bùng phát tại khu vực miền đông Ukraine. Cụ thể, gói viện trợ này sẽ bao gồm nhiều loại vũ khí như hệ thống phòng không, pháo và đạn dược, hệ thống chống máy bay không người lái và nhiều loại vũ khí trang bị khác giúp quân đội Ukraine củng cố và tăng cường khả năng phòng thủ trong dài hạn gói viện trợ mới nhất này đúng là đang gửi đi thông điệp rõ ràng rằng chính quyền tổng thống biden cam kết tiếp tục ủng hộ ukraine trong dài hạn ngay trong tuyên bố của mình ông biden cam kết mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ người dân ukraine và gói viện trợ mới nhất này cũng nhằm khẳng định ý định của mỹ là tiếp tục duy trì sự ủng hộ đối với ukraine bất kể diễn biến chiến sự hàng ngày hoặc kết cục xung đột điều này thể hiện rõ ràng hơn trong tuyên bố của lầu năm góc khi thứ trưởng quốc phòng phụ trách chính sách colin khan khẳng định Gói viện trợ mới nhất không liên quan đến kết cục của cuộc chiến tại Ukraine. Nếu cuộc chiến kéo dài thì gói viện trợ đương nhiên là phù hợp, nhưng trong trường hợp ngừng bắn hoặc có thỏa thuận hòa bình thì Ukraine vẫn cần gói viện trợ này để củng cố năng lực phòng thủ của mình. Kể từ tháng 1 năm 2021, Mỹ đã cam kết hơn 13,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine theo sáng kiến trên ngoài ra gói viện trợ mới cũng khác với các gói viện trợ trước đây khi tập trung vào các vũ khí trang bị phòng thủ có thể sử dụng và được chuyển giao trong chung và dài hạn khi tính chất của cuộc chiến đang có sự thay đổi thay vì cung cấp vũ khí chống tăng vũ khí chống máy bay thì mỹ ưu tiên cung cấp cho quân đội ukraine các hệ thống pháo các hệ thống vũ khí có người điều khiển trong các đợt viện trợ trước vũ khí trang bị chủ yếu là hàng sẵn có trong kho của quân đội mỹ và có thể được chuyển giao ngay lập tức Đối với đợt viện trợ mới này, chính quyền Biden sẽ phải đặt hàng các nhà thầu quốc phòng sản xuất và việc chuyển giao sẽ mất nhiều tháng thậm chí là nhiều năm. Về thực trạng xung đột Nga-Ukraine hiện nay thì có thể nói rằng rất khó để đánh giá khi cả hai bên đang tận dụng tối đa chiến tranh thông tin, hay cụ thể hơn là các cuộc chiến trên mạng internet và cuộc chiến truyền thông trên các mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, có thể thấy rằng tính chất của cuộc chiến dường như đang có sự thay đổi rõ rệt kể từ khi các nỗ lực kiểm soát một số khu vực quan trọng như thủ đô Kiev, thành phố Kharkov hay Chernihiv của Nga bị thất bại. Sau hơn 6 tháng xung đột, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã chuyển trọng tâm sang khu vực Donbas miền đông Ukraine, khu vực chứng kiến giao tranh giữa các lực lượng ly khai và quân đội Ukraine kéo dài từ năm 2014. Nga dường như đang chuyển sang chiến dịch kéo dài với quy mô nhỏ hơn, sử dụng pháo binh, không quân, tấn công hàng ngày. Trong khi đó, với viện trợ quân sự của phương Tây, Ukraine có khả năng tấn công tầm xa nhằm vào các khu vực hiện do Nga kiểm soát. Trong thời gian qua, một số mục tiêu quân sự của Nga trên bán đảo Crimea bị phá hoại, bất chấp các hệ thống phòng không và phòng thủ hiện đại. Mặc dù không tuyên bố chịu trách nhiệm, nhưng các chuyên gia quân sự nhận định các vụ nổ kho vũ khí, đạn dược chắc chắn có liên quan đến Ukraine. Trước các diễn biến mới, Ukraine và phương Tây cho rằng sức tấn công của Nga đang chậm lại do suy sụp về tinh thần, giảm sút sức chiến đấu và khả năng tiếp tế. Còn phía Nga thì giới chức quốc phòng nước này cho biết, việc quân đội Nga giảm nhịp độ tấn công là nhằm giảm bớt thương vong cho dân thường. Thực tế cho thấy đây cũng không phải là cuộc chiến Nga-Ukraine mà được coi là cuộc chiến giữa Nga với Mỹ và phương Tây. Về phía Nga thì nếu nước này không tập trung năng lực tối đa, huy động cả nhân lực, vật lực cho cuộc chiến thì khó có thể giành được thắng lợi áp đảo trước quân đội Ukraine. Trong khi đó, Ukraine hiện nay thiếu rất nhiều nguồn lực và phải dựa vào viện trợ quân sự nước ngoài mới có thể đối phó được với quân đội Nga. Cho đến lúc này, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy xung đột Nga-Ukraine có thể giảm nhiệt, cũng như có một giải pháp đàm phán hòa bình khả thi. Cả chính quyền Nga và Ukraine lẫn các nước phương Tây đều có những lý do mang tính sống còn, không thể nhượng bộ trong cuộc chiến này. Cho đến nay, thì phía Ukraine đã tiến hành tổng động viên và tuyên bố mục tiêu thành lập lực lượng gồm một triệu người, chuyển sang sử dụng vũ khí của phương Tây, trong khi Tổng thống Nga ngày hôm qua cũng vừa ký xác lệnh tăng quân từ 1,9 lên 2,04 triệu quân nhân. Các động thái mới nhất cho thấy xung đột Nga-Ukraine sẽ còn kéo dài và lợi thế thuộc về bên nào thì còn phụ thuộc một phần vào yếu tố bên ngoài như là sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây, khủng hoảng khí đốt tại châu Âu, tác động của các lệnh trừng phạt đối với kinh tế Nga. Trước thêm bầu cử quốc hội giữa kỳ, cả hai đảng Dân Chủ Cộng Hòa và Tổng thống Biden đang có nhiều nỗ lực thu hút sự ủng hộ của cử tri Mỹ. Một số chuyên gia cũng nhận định trước nhiều khó khăn trong nước như lạm phát tăng kỷ lục, giá xăng dầu, hàng tiêu dùng tăng vọt, tổng thống Biden và Đảng Dân chủ ưu tiên tìm kiếm lợi thế trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và Nga. Các gói viện trợ mới nhất dành cho Ukraine có thể sẽ giúp tổng thống Biden gia tăng thêm uy tín khi động thái mới này gần như phù hợp với quan điểm của Quốc hội Mỹ cũng như quan điểm của người dân Mỹ về cuộc chiến tại Ukraine. Theo cuộc thăm dò mới nhất do hãng tin Reuters thực hiện hôm qua, có tới 53% số người được hỏi ủng hộ viện trợ cho Ukraine cho đến khi nào Nga rút toàn bộ quân đội ra khỏi Ukraine, trong khi chỉ có 18% phản đối. Trong số đó có 51% ủng hộ việc cung cấp súng và vũ khí chống tăng cho quân đội Ukraine, trong khi 22% số người được hỏi phản đối. Các kết quả thăm dò gần đây nhất cũng cho thấy sự ủng hộ của dư luận Mỹ đối với chính sách của tổng thống Biden trong vấn đề Ukraine bất chấp các lo ngại về khủng hoảng kinh tế và các vấn đề xã hội khác. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng các động thái mới của Mỹ có thể đẩy cuộc chiến Nga-Ukraine vượt ra ngoài khuôn khổ biên giới của hai nước. Theo như chuyên gia nghiên cứu châu Âu Shin Monaghan, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, với các chính sách của Tổng thống Biden và quan điểm của Tổng thống Nga Putin, cuộc chiến hiện nay giữa Nga và Ukraine có thể lan rộng hơn và khiến các nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột khó khăn hơn nhiều, thậm chí là không thể diễn ra trong ngắn hạn. Thưa quý vị, thời lượng của bản tin tin tức 24 giờ TV đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.